thời gian đầu á, khi mà chia tay với chồng á, thì Quỳnh Anh chưa có liên lạc lại với anh chị em trong nghề cũ. Bắt đầu mình bắt đầu từ những cái việc như là phục vụ quán cà phê, làm bất cứ cái gì mình có thể. Mẹ không nói cho con nhiều, mẹ chỉ bảo là con bị thiếu máu thôi. Thì bệnh, một cái bệnh về thiếu máu di truyền, đại loại như là mình phải kiểm tra máu thường xuyên. Tại vì nếu như mà nó mà qua cái khác á, thì sẽ rất là nguy hiểm. Và nếu nguy hiểm quá thì bắt buộc là phải thay máu. Tôi bị đau lòng á. Nãy giờ là tôi sợ. Không biết rồi, ngày mai ngày mốt dịch nó không có hết, công việc làm thì không có, rồi ba mẹ con sống như thế nào. Bây giờ nếu như muốn nói cái gì đó với ba thì con sẽ nói gì? Ba thương mẹ hơn. Đâu phải ai tới với nhau cũng hạnh phúc vui vẻ đúng không? Duyên số nữa, nói chung là thì em không muốn là cái chuyện người lớn nó ảnh hưởng tới con nhiều á. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Trước khi đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà ngày hôm nay thì cho phép Quốc Thường xin cảm ơn tập đoàn dược phẩm đến từ Đức Stada đã đồng hành cùng với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Stada, sứ mệnh của tôi, sức khỏe của bạn. Hôm nay thì Ngọc Lan sẽ đưa anh Quốc Thuận cũng như là quý vị khán giả đến gõ cửa thăm nhà một cô diễn viên, một đồng nghiệp của Lan, và cũng có chung một cái điểm chung với Lan, đó là một bà mẹ đơn thân. Ồ, nhưng mà rất là thân với anh luôn. Ủa vậy, thân anh lắm hả? Đúng rồi, rất thân với anh, tại vì cùng nói chung là có hoạt động chung với anh. Mẹ Thúy Nga. Không có anh ơi, chị Thúy Nga bên Mỹ. Thôi bây giờ chúng ta cùng đi đi. Nghe, dẫn đi. Tới chưa em? Tới rồi nè, đây đây. Trời ơi, Quỳnh Anh. Là Quỳnh Anh đó hả? Đúng rồi. Lâu quá rồi mới gặp em luôn á nha. Để bước vô cho nó suôn sẻ với trơn tru, không có ngượng ngùng á, anh xin thay mặt chương trình tặng em. Wow. Dạ, cảm ơn anh. Dẫn quà rồi thì mới bước vô. Dạ. Vô. Giờ tính sao? Tính cái gì? Vũ Phụng đó, mình là bạn thân, không lẽ để nó bị lưu bang? Hay là nó nghĩ quẩn, nó làm bậy rồi. Anh nói lung tung. Ừ thì con Phụng nhà mình đúng là nó khùng thiệt. Vì đâu cần giữ kín với tụi tôi nữa. Rõ ràng trên sợi dây chuyền có ghi tên mà, Cao Minh Trường đúng không? Thưa quý vị, hiện tại thì Quốc Thuận với Ngọc Lan đã được ở trong cái nhà của Quỳnh Anh rồi. Mà Lan thì có một cái kỷ niệm với Quỳnh Anh, xin giới thiệu một chút xíu. Ở đây không phải là kêu Quỳnh Anh bình thường. Quỳnh Anh Bu, Quỳnh Anh Bu. Quỳnh Anh Bu. Ừ, còn đứa nữa là Quỳnh Anh Lu. Lu là Trương Quỳnh Anh đó. Tức là hai bạn này là đóng cùng một cái phim Đồng Hồ Cát. Đó, thì bạn này là đóng vai Bu, bạn kia đóng vai Lu, là hai thiên thần đúng không? Hai thiên thần. Chứ không phải còn Gấu Bu đúng không? Không, Lu là Tú Vi. Trương Quỳnh Anh là cũng là một bà tiên. Ủa nó nghe nè, Quỳnh Anh đó là Bu. Thế thì hai bạn nhỏ ở nhà là tên gì, giới thiệu đương nhiên Quỳnh Anh. Đây là bạn Kathy, bạn Hà Linh Kathy. Còn đây là bạn Quang Vũ Justin. Justin, yeah. Justin baby. Bạn gì đẹp trai quá. Justin, năm nay con học lớp mấy rồi? Hả? Năm nay con học lớp mấy? Lớp 2. Phải lớp 2 không chứ 2 năm vừa rồi Covid đâu có đi học. Là học online. Học online, trời. Gài mà không. Ủa, còn Cathy là năm nay lớp mấy con? Dạ, năm nay con lớp 5. Quỳnh Anh, em là ở đây là chỉ có ba mẹ con thôi. Dạ, em ở đây chỉ có ba mẹ con em ở thôi. Hỏi thiệt là mình dọn về đây lâu chưa? Chứ lúc trước là nhớ là Quỳnh Anh ở bên quận 2 á. Bên quận 2 là nhà ông xã. Ừ. Dạ, em về đây thì cũng mấy năm rồi. Ừ. Rồi, ở đây rồi không có bà ngoại, có ai phụ giúp em hết trơn hả?
À, dạ không, chỉ có ba mẹ con ở thôi. Trời đất ơi, mà mỗi lần mà mẹ đi quay phim thì sao Cathy? Tụi con ở nhà tự nấu cơm tự chiên trứng ăn. Trời giỏi vậy hả? Lâu lâu thì tụi con tự hâm bò viên lên tụi con ăn, với lại mẹ thì nấu canh, cái con hâm canh lên đó con ăn. Trời ơi, vậy đó hả? Rồi thường là... Mà đồ em đi quay á là Cathy giặt đồ cho em luôn. Cathy giặt đồ cho em rồi lo hết mọi thứ trong nhà. Trời ơi, giỏi quá vậy. Chết tin thì sao? Con có phụ chị hai không? Có. Con phụ những gì con kể con nghe. Là con phụ cho hai giặt đồ, rửa chén. Wow. Sáng con rửa chén chị, tối chị hai rửa chén. Ý hả? Trời giỏi quá. Sao mà giỏi, sao mà nuôi huấn luyện được hai đứa này nó giỏi dữ vậy trời. Anh thắc mắc là bộ người thân rồi gia đình của bên Bình Anh á, sao không có ai lên đây để mà phụ em, mà để cho hai bạn nhỏ phải có thể là coi như là chị chỉ chăm sóc lẫn nhau như vậy. Thật ra là em cũng biết cái đặc thù của cái nghề mình đó là đi, phải nói là đi không có giờ giấc luôn á. Dạ. Rồi đi nhiều khi rồi những buổi mà đêm đi khuya như vậy, rồi em có sợ hai đứa nhỏ ở nhà nó xảy ra những chuyện này chuyện kia không? Trời có lo chứ anh, có lo. Nhưng mà tại vì gia đình em á là bà con là ở ngoài Bắc. Rồi mẹ em ở đây á thì mẹ em lại sống với cháu nội, gia đình cũng chia ra hết rồi, cũng có gia đình riêng vậy đó. Ba em thì cũng có gia đình riêng. Với lại ba mẹ con sống chung nhau quen rồi. Từ lúc sanh ra cho tới giờ ba mẹ con cứ quay quần với nhau vậy đó. Dạ. Nhiều bữa em đi quay á mà em để bé ở trường học á, tới 9 giờ em mới quay xong, em chạy lại em đón thì bác bảo vệ mới mua cho hai đứa ổ bánh mì, rồi hai chị em cứ ngồi trước cổng vậy đó. Rồi cũng có nhiều lúc là em đi quay rồi em lôi hai đứa theo, ví dụ như thứ bảy chủ nhật thì em lôi đi theo luôn, rồi mình quay, mình ngồi trong tròi mình quay vậy đó, nhìn hai đứa ngồi xa xa xong rồi cầm cái dù, hai chị em ngồi cầm cái dù ngó mẹ vậy á. Rồi nhìn thấy tội lắm, nhưng mà quay quần với nhau quen rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ cho Lan hỏi là cái cuộc sống hiện tại của ba mẹ con á, cái thu nhập chính nó là từ đâu? Từ phim ảnh hay là từ một cái công việc nào khác? Lúc mà thời gian đầu á, khi mà chia tay với chồng á, thì Quỳnh Anh chưa có liên lạc lại với anh chị em trong nghề cũ. Bắt đầu mình bắt đầu từ những cái việc như là phục vụ quán cà phê, hay là làm bất cứ cái gì mình có thể, làm bất cứ cái gì để mà có cái thu nhập từ từ. Rồi các anh chị em trong nghề thấy vậy cứ bắt đầu hú đi rồi mới bắt đầu là có thu nhập từ nghề phim. Dạ. Hỏi thiệt là đủ sống không? Đó. Thì cũng ráng tức là chưa đủ đó. Thật ra anh cũng biết mà, anh cũng biết là một đứa con thì mình lo đã mệt. Dạ. Hai đứa thì nó sẽ mệt hơn. Dạ. Tuy nhiên là không có cha mẹ nào mà để cho các con như là gãy gánh cái việc ăn học hết, cho nên sẽ cố gắng. Em có thấy rằng là mình vừa lo cho cuộc sống mà vừa lo cho cái việc học hành của các bạn nhỏ đây, có khi nào đuối không? Cũng có chứ. Và có cái giai đoạn nào mà rơi vào cái tình trạng gọi là bị bí không? Có chứ. Có mà không phải một lần mà rất nhiều lần. Còn những lần như vậy thì sao? Thì có rất là nhiều lần em cảm thấy bế tắc, em cảm thấy giống như cái việc học của con em là em đóng tiền không nổi nữa rồi. Cái xong rồi em buồn, xong rồi em về em cứ khóc. Mà cái người động viên em là hai bạn này. Hai bạn này động viên em rất nhiều. Mỗi lần em buồn em khóc nói chứ thôi mẹ ráng lên, có cách giải quyết mà. Trời, nói những cái câu mà em không ngờ luôn á. Em ngồi em bạn khóc. Bạn nào nói câu đó? Có khi thì bạn này, có khi thì bạn này. Ê, chết tin, bạn sao? Này đôi khi nói những cái câu mà em không ngờ luôn. Chết tin, ví dụ chết tin thấy mẹ khóc thì chết tin dỗ về mẹ ăn sao? An ủi mẹ ăn sao? Con nói mẹ cố lên. Nhờ con biết vì sao mẹ khóc không? Dạ biết. Làm sao? Thấy ảnh nhỏ nghe, nhưng mà ảnh rất là có chiều sâu nghe. Ảnh rất là tình cảm á. Hôm nay anh với Ngọc Lan tới đây ngoài việc là thăm gia đình em, nhưng mà sẽ đến cái phần gọi là cần phải có một cái sự chia sẻ từng thành viên riêng trong tư chút. Gia đình nó hơi riêng tư. Lan sẽ... Thôi em bắt cóc hai bạn nhỏ. Hai bạn này sâu sắc quá. Ủa, chưa kịp nói đã. Chưa gì hết trơn. Định nói. Thôi được rồi, thật ra anh cũng rất là muốn trò chuyện với Quỳnh Anh. Một phần nào đó anh cũng là có một cái thời gian gắn kết với Quỳnh Anh. Và cũng đã lâu rồi anh em mình không có dịp nói chuyện với nhau. Thì đây là cơ hội để cho anh có thể trò chuyện với em nhiều hơn nha. Rồi, phải ai để bắt nha. Phải nói là hai anh em là 3 năm rồi mới
mới gặp nhau và trò chuyện như thế này. Hồi nãy em có nói cái chi tiết là làm rất là nhiều thứ, miễn sao mà có được cái chi phí, yeah, có được cái khoản tiền để lo cho các em nhỏ, yeah, trong đó là đi làm luôn cả phục vụ luôn. Nhưng mà sao lại đến nỗi mà bế tắc nỗi mà phải đi làm phục vụ luôn nữa Quỳnh Anh? Thì em nghĩ là mình phải có cái nghề và mình phải tự làm. Thì ngày xưa khi mà cái giai đoạn mà 2000 mấy á, em vô nghề á, thì em cũng quay rất là nhiều phim, xong em cũng dành dụm. Thì sau khi trải qua một số cái biến cố về hôn nhân hay là về cuộc sống này nọ các thứ, thì nó không còn được như trước nữa. Cái bắt đầu là khi mà mình kết thúc cái cuộc hôn nhân thì mình phải làm lại tất cả. Mình làm lại tất cả và tự làm. Nói chung là có cái gì cũng làm hết. Dạ. Phục vụ là bưng ra để mà phục vụ cho khách, dạ, chứ không phải là làm quản lý hả? Dạ. Ừ. Có lần nào mà em đang trong công việc phục vụ đó, thì thấy đồng nghiệp của mình vô, hoặc là đồng nghiệp có khi nào mà vào đó ăn uống cà phê rồi gặp em không? Có rất là nhiều trường hợp. Chẳng hạn như là em đang đứng phục vụ thì em gặp những người khán giả bắt đầu nhận ra em. Cái họ nhận ra em, cái chỗ diễn viên này nọ, chỗ nhớ là đóng phim này nè. Cái em cười cái xong nói, ủa đây là quán của em hả? Ok, quán của em rồi, sẽ quay lại ủng hộ em. Mà họ không có bao giờ họ nghĩ là em đi làm phục vụ á, mà nghĩ là cái đó là quán của em không à. Cái gì em cũng cười thôi, em cũng không giải thích. Cười thôi. Rồi cũng có lúc em gặp anh Ngọc Tưởng hay là những người bạn. Em gặp nhiều người lắm. Thì gặp thì mình cũng có chút gọi là chạnh lòng. Em không có cảm thấy là không muốn người ta nhận ra em. Lúc đó là em lén em đi chỗ khác, hoặc là em nhờ bạn khác phục vụ cái chỗ đó. Nghe em kể rồi anh cũng cảm thấy nó xót. Tại vì ngày xưa ai cũng nghĩ em là rất là ổn, rất là ok. Cái đến sau này ai gặp lại cũng nói là giống như 180 độ vậy đó. Không nghĩ là lại dạ đúng rồi, mọi thứ. Làm được bao lâu? Làm thì đó, mỗi việc em làm một thời gian mấy tháng. Nói chung là bất cứ cái việc gì mà em có thể thu xếp được, đưa đón con và làm. Và nhiều lúc mà khách đông quá cái mình không đi đưa đón con được là cũng bị la. Cái từ từ rồi những anh em trong nghề như anh nè, rồi chị Mỹ Uyên nè, rồi Tuyền Mập nè, rồi Thái Kim Tùng, nói chung là các anh em mới bắt đầu là hú em, kêu em đi làm lại. Cái bắt đầu là em mới thu xếp lại, bắt đầu là mình đi quay. Bây giờ cô Lan hỏi con nè. Dạ. Cô Lan thấy là mặt mày môi rồi của con nó rất là tái, thì cô Lan không biết là cái sức khỏe của con nó có tốt hay không. Mẹ không nói cho con nhiều, mẹ chỉ bảo là con bị thiếu máu thôi. Vậy hả? Nhưng mà con hỏi mẹ sao con bị thiếu máu chứ là con có bị nặng không, thì mẹ không có trả lời. Mẹ bảo là thôi chuyện người lớn con đừng có quan tâm, kiểu như con chỉ cần biết là giờ con sống rất là vui vậy. Nhưng mà không có bao giờ nói, con chỉ biết là con bị thiếu máu. Chứ nhiều khi mẹ kể với những người khác thì con nghe được là con bị thiếu máu, không hiểu sao bị nặng quá. Với lại lâu rồi con bị sợ, con sợ lấy máu lắm, rồi đau rồi tùm lum cho con sợ lắm. Cái là lâu rồi mẹ không cho con đi á, kêu mỗi lần đi là cái con khóc quá trời, con không chịu đi á. Cái là mẹ cứ không dự dẫn con đi được, cái là lâu con đi con không biết tình hình con sao. Nhưng mà kêu như mẹ bảo là con bị thiếu máu. Này mẹ nói vậy đó hả? Ừ, cô Lan cũng thấy con hơi xanh nên cô Lan không biết là như thế nào. Con không biết xanh với tím là sao nữa chứ. Anh được biết á là Cathy nó từ nhỏ là bệnh rồi. Dạ. Đúng không? Rồi giờ thì anh không biết rằng là qua một khoảng thời gian mấy năm không gặp lại thì không biết là cái tình trạng của Cathy như thế nào em. Hiện giờ có cải thiện không? Thì bệnh, một cái bệnh về thiếu máu di truyền. Đại loại như là mình phải kiểm tra máu thường xuyên. Tại vì nếu như mà nó mà qua cái khác á, thì sẽ rất là nguy hiểm. Thì sẽ phải thay máu. Bác sĩ vẫn nói là khuyên là 6 tháng đi test máu một lần. Chỉ có khoảng này, thời gian này giống như là dịch đó, thì là ngưng, không có đi test máu thôi. Trời, test máu nhiều tới nỗi mà mỗi lần mà vô bệnh viện mà nói test máu là nó sợ. Vì mỗi lần vô mà lấy như là mấy ống. Bây giờ thì là có cải thiện không em? Và bác sĩ có nói là
cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào? Cải thiện thì chưa, nó vẫn thiếu máu lắm, lâu lâu nó cứ bị chóng mặt, như nó bị say sẩm. Thì anh gặp Cathy rồi anh thấy là mặt nó gần như là nó trắng bệch, và tay chân móng miếng này nọ là nó rất là bị trắng á. Loại bệnh này nó là như vậy, loại bệnh này đúng là nó suốt đời luôn. Mà khi mà nó đã qua cái khác á, nếu mà tùy cái mức độ nguy hiểm á, để anh chữa cái khác. Và nếu nguy hiểm quá thì bắt buộc là phải thay máu. Nhưng mà mỗi lần điều trị như vậy chi phí nó như thế nào em? Hiện nay á, thì đi kiểm tra sức khỏe thôi, đi kiểm tra test máu thôi thì cái chi phí nó chưa có nặng. Nhưng mà dài lâu thì sao? Hồi đó thì em có lo sợ, bây giờ nếu như mà em có chuyện gì á, em sẽ lo, em không biết như thế nào. Nó kẹt đủ đường á, nói chung là em tính là thôi bây giờ tới đâu hay tới đó thôi, chứ giờ em... Nhưng mà tới đâu hay tới đó, nhưng mà nếu như tới đó mà mọi thứ chi phí mình không có, mình không đủ như vậy, thì em xây sở bằng cách nào? Thì sẽ nhờ gia đình, rồi ba nó nữa. Còn bây giờ mình lo được thì mình cứ mình lo. Mình cứ lo. Lo được tới đâu mình lo tới đó. Bây giờ nè, mẹ đi làm suốt ngày vậy đó, rồi có khi nào tụi con mong muốn là thôi mẹ đừng đi làm nữa, mẹ ở nhà với tụi con không? Không, tại vì nếu như mà mẹ nhà tụi con thì tiền đâu mà ra tụi con. Con thì nhiều khi là có mà nhiều khi là không. Nếu có là tại vì mẹ con rất là mệt. Còn nếu không á thì tại vì mình phải cần tiền. Mình phải cần tiền hả? Mà bao lâu rồi tụi con không gặp ba? Nhưng mà vài... Không, hồi chứ năm nay là chưa gặp, là năm ngoái cũng chưa đi gặp. Đi bằng tàu lửa. Lâu lâu con mới gặp lên đó chơi với ba vài ngày thôi. Thế là con được lên đó chơi với ba, là ai đón tụi con đi? Dạ không, dạ. Ba đón. Thứ nhất á là ba về, ba đón xe đưa tụi con đi. Thì nếu như mà mẹ rảnh á thì mẹ sẽ đi xe đến chỗ đó. Còn nếu như mà mẹ không rảnh á thì ba bắt xe về đây, cái xong rồi ba lại đặt vé xe rồi tụi con lại đi lên đó với ba nữa. Tức là tụi con không. Tự đi hả? Dạ không, đi phải với ba hoặc chứ. Là mẹ. À, ba tức là phải có ba mẹ. Hoặc là mẹ hả? Em thì thường xuyên đi quay, dạ. Vắng nhà mà để hai đứa nhỏ ở nhà như vậy. Anh cũng cảm thấy rất là lo lắng. Có những cái chuyện gì nó xảy ra ở nhà mình khi mà em vắng nhà không? Em cũng lo lắng chứ. Hồi xưa thì em đi quay á, chỉ những cái show nào mà thứ bảy chủ nhật á mà em lôi hai đứa đi được á, thì là em mới nhận được thôi. Còn về sau á, bắt đầu là em tập cho hai con, là trong cái cuộc sống là hai con tự lo cho nhau. Em tập cho nấu nướng, em tập cho rửa chén, em tập cho giặt giũ, em tập cho làm hết. Đầu em tập em thấy ổn rồi, từ từ em mới đi. Mà thì đi mấy ngày đầu em đi em cũng lo lắm. Bắt đầu em gọi điện thoại liên tục, em gọi ok thì nhà ổn không này nọ, mọi thứ ok không, thì là bắt đầu là từ từ nó thành thói quen rồi. Mà Cathy á là giống như là học cũng nhanh rồi, học cũng giỏi rồi, cũng thương em. Em đi làm vậy chứ Cathy ở nhà là dạy cho em trai học, kèm em trai học hết. Em về là em yên tâm nhiều thứ lắm. Giờ đó ở trong kia thì là Cathy cũng đang chia sẻ những cái câu chuyện của Cathy với cô Ngọc Lan. Và anh với em ngoài này à, bây giờ em có muốn biết là Cathy chia sẻ những cái gì, có những cảm nhận gì về em không? Em cũng thắc mắc chứ. Được, đợi anh xíu, để anh. Các bạn ở trong trường á, các bạn lúc nào cũng được, cũng có ba mẹ đón đi học, hoặc là đưa đi học, hoặc là đi chơi cùng. Rồi tụi con thì lại chỉ có ở với mẹ thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mình mẹ không, 5 năm rồi đúng không? Thì tụi con có buồn không? Dạ, theo con là không buồn. Tại sao là không buồn? Tại vì mẹ con rất là vui vẻ. Con cái kiểu mình không ở xa ba lâu á, cái là con ở gần mẹ nên là con chỉ thương mẹ, cái là con... thì mình có mẹ là đủ rồi. Bây giờ mình ở với đi, mình đi với mẹ vậy mình cực quá, mình khổ quá. Rồi ví dụ như là ở mà mẹ nuôi tụi con không nổi nữa, mẹ gửi về cho ba thì tụi con chịu không? No. Chứ là mẹ sẽ không không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó. Bây giờ nếu như muốn nói cái gì đó với ba thì con sẽ nói gì? Ba thương mẹ hơn. Anh làm gì? Ba thương mẹ hơn. Ừ đúng rồi, vậy mới đúng chứ. Cái điều mong muốn nhất của tụi con là cái gì nè? Mong muốn có tiền. Con lớn nhanh. Chị không.
kiếm tiền phụ mẹ. Con ngày mốt con lớn lên con giàu thì con sẽ chia một nửa cho mẹ số tiền, còn lại thì con sẽ siêu tầm những chiếc xe hơi như là phụ. Vậy hả? Tức là hai đứa chỉ muốn lớn nhanh, muốn có tiền thôi để phụ mẹ thôi. Cái thì cô hỏi con á là bây giờ con mong muốn điều gì thì con lại không mong là con hết bệnh, con đủ máu chứ con không bị thiếu máu nữa, mà con lại mong là con lớn nhanh để mà con phụ giúp cho mẹ. Tại sao con không lo cho bản thân mình trước? Mẹ lại không lo cho bản thân mẹ trước mà mẹ lại lo cho tụi con trước, thì tại sao con phải lo cho bản thân con trước? Thì tại vì mẹ đã lo cho tụi con rồi thì con cứ để đó để con lo cho. Mỗi lần mà mẹ đi tiệc hay mẹ đi đâu á là mẹ cứ lo cho tụi con, à mặc cái này vô, mặc cái này vô rồi trang điểm tụi con. Cái là đến lúc gần đó uống mình chưa mặc đồ mà. Ôi trời, cái là mẹ luôn lo cho tụi con trước rồi mẹ mới lo cho mẹ sau. Nên đó là lý do là con muốn con lớn nhanh. Đúng, rất đúng. Nhưng mà cô Lan nói là mình lớn nhanh, mình muốn lo cho mẹ thì mình cũng phải, đầu tiên là tụi con phải tự chăm sóc cho tụi con được. Thì cái đó mới là một cái để mà đỡ đần được cho mẹ. Nhưng mà cô Lan tin là tụi con làm được điều đó, và tụi con đã làm điều đó rất là tốt rồi. Và cô hy vọng rằng là tụi con sẽ ngoan như vậy hoài luôn. Xúc động. Xúc động như điều gì? Thì nó nói là muốn ba thương mẹ hơn mà. Tại vì có một lần á là em đi quay xong rồi em gửi con cho một cái vị phụ huynh. Thì khi mà hai đứa nó qua nhà cái người bạn học chung lớp á, thì tới tầm khoảng tối em tới em đón hai đứa, thì ngồi trên xe, vừa leo lên xe em chạy thì là nói líu líu líu, mẹ ơi, trời ơi, con thấy ba của bạn á hả với mẹ của bạn á hạnh phúc lắm luôn á. Con thấy á là cô chú á hả, một người á thì nấu ăn, rồi một người thì lau nhà, rồi cái nó líu 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 vậy á. Tự nhiên cái mình cũng thấy buồn, cũng chạnh lòng. Tại sao mà mình không có thể cho con một cái gia đình hoàn chỉnh? Nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc rồi thì đâu phải ai tới với nhau cũng hạnh phúc vui vẻ, đúng không anh? Duyên số nữa, nói chung là cái chuyện người lớn thì em không muốn là cái chuyện người lớn nó ảnh hưởng tới con nhiều á. Ừ. Chút nữa lên mâm cơm có đầy đủ các con, anh nghĩ là sẽ có nhiều cái câu chuyện nó sẽ hay hơn, nó sẽ rất là thú vị hơn nữa nha. Trời ơi, thơm quá. Thơm quá. Để đó. Ê, cái tô anh đừng bỏ rau cỏ vô nha. Vậy hả? Lấy rau cỏ ra hết. Trời ơi, tô bún bò Huế này cả nhà ơi. Giỏi hết sức giỏi luôn, nhìn cái thèm dễ sợ. À, cũng nhận. Ngon quá. Mùi nhanh nó nấu rất là vừa ăn. Nó nấu vừa ăn mà cái cục thịt nó cũng ngon nữa. Mẹ có hay nấu bún bò Huế không cháu Tin? Dạ có. Cháu Tin, con hãy kể ba món mà mẹ nấu con khoái ăn. Cháu Tin nhất. Dạ, canh gà chua trứng, canh đông biển với lại gà chiên. Cháu Tin. Dạ con. Con hãy kể cho cậu biết ba món mà mẹ làm con thích ăn nhất. Tất cả. Tất cả. À tất cả hả? Mẹ nấu cái gì cũng ngon hết. Trời ơi. À ơi, nó khéo quá ông ơi. Thiệt không? À. Làm như mình ăn nó biết. Này quay hình cái tối hôm qua. Huấn luyện con đó. Không có nói điều tốt. Không hề nha. Không hề. Đúng nha. Rồi. Con nít là bà đâu có chỉ nó được. Như viết sẵn có sớ rồi. Chứ nãy giờ tôi không có thấy nó nói gì mà nó giấu mẹ nó chứ. Trời. Giờ nè. Mẹ con có cái gì mà tụi con không thích? Anh định hỏi. Dạ không có cái gì, không có gì. Thấy chưa? Nè em nói là tối hôm qua huấn luyện rồi. Bây giờ con ghét nhất cái điều gì ở mẹ? Dạ không có gì hết. Vậy con hãy kể ra ba điều mà con thích nhất ở mẹ. Đó là điều gì? Mẹ quan tâm. Mẹ kiên trì. Ừ. Với lại mẹ mạnh mẽ. Ừ. Còn chết đi, hãy kể ra cho chú biết ba điều mà con thích nhất ở mẹ đó là điều gì? Dạ, một là mẹ đẹp, hai mẹ cố gắng, ba mẹ mạnh mẽ. Mẹ cố gắng gì?
mẹ cố gắng mẹ làm việc, mẹ chăm sóc con. Cô Lan cũng đẹp lắm á, với mạnh mẽ với lại cố gắng lắm á. Thích cô Lan luôn nha. Dạ, okay. Không nhìn luôn. Dạ mà không dám nhìn luôn á. Cái chuyện này là hôm qua má chưa dạy. Chú hỏi nè, những lúc mẹ đi vắng, nếu như con và em chăm sóc nhau là chuyện rất là bình thường, nhưng có khi nào một trong hai bạn bị bệnh thì cái việc chăm sóc nó như thế nào? Nếu như em bị sốt thì có lấy cái khăn con chườm cho em. Còn nếu như mà em bị ho thì tắt máy lạnh, không được mở máy lạnh về đắp mền. Còn nếu như bị sốt mũi thì bắt em đi xì. Có khi nào mà con ở nhà mà em sốt, sốt cao quá mà không có mẹ bên cạnh thì lúc đó con làm như thế nào? Con lấy cái đồ đo, đo cho em rồi con đắp. Thôi con chỉ biết lau mặt rồi kiểu làm vậy thôi, rồi đợi mẹ về mẹ làm sau. Với lại con hỏi mẹ cái thuốc nè để con tự lấy con cho em uống. Có khi nào sợ quá rồi khóc không? Lúc đó mẹ chưa về. Tại vì mẹ đi làm mẹ cũng lo lắng mà chứ đâu phải là mẹ muốn đâu. Thế nên là mà không được khóc mình cũng đâu có được khóc đâu, kiểu mẹ cũng lo lắng mà. Nên là mình đừng có khóc. Nếu mà nhà có gì thì em cũng chỉ cách cái thì xử lý mọi thứ. Có một lần mà lúc đó hai đứa này cũng còn nhỏ lắm. Rồi là khi mà em chuyển nhà, đi thuê nhà thì đi thuê nhà thì dọn đồ lên đó rồi để đó thì em đi quay. Em đi quay thì coi như là hai bạn ở nhà ném hết chơi làm sao, ném hết giấy tờ xuống cửa sổ. Vì là giấy tờ, những cái giấy mà chích ngừa hay là này nọ ném qua cửa sổ chỗ cái nhà mà chủ nhà thuê. Là sau lần đó là bắt đầu là phạt và chỉ là cái gì không được và cái gì không được. Trời, lần đó là coi như là em về nhà em điên lên. Trời ơi, giấy tờ rồi, rồi sao? Giờ anh sao? Con có nhớ cái lúc đó mẹ điên lên, lúc đó mẹ hét lên cái gì không? Hình như tới lúc mẹ điên là con không nhớ nữa. Ông này nha, đừng có hòng mà gài được ổng. Ông không bao giờ ông nói xấu mẹ ông đâu. Con còn nhớ không? Cái lúc đó dạ, mẹ như thế nào? Cái lúc mà con quăng đồ xuống rồi chứ con, chứ cái lúc mà mẹ la. Quỳnh Anh có bao giờ... Quỳnh Anh hình dung ra được cuộc sống của mình bây giờ nó sẽ là như vậy không? Không bao giờ. Tại vì hồi trẻ thì bà cũng biết là tôi được rất là nhiều. Thành ra là không bao giờ tôi nghĩ là cái cuộc sống sau này mình sẽ như vậy hết trơn. Có hối tiếc không? Không, hối tiếc thì không. Tại vì những gì đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Nếu như bây giờ cho bạn chọn lại thì bạn có chọn một cái con đường khác không? Hay là bạn vẫn chọn những cái gì mà mình đã từng lựa chọn? Nếu như mà chọn lại thì tôi lại sợ là tôi sẽ không được có như hai đứa như bây giờ. Mỗi lần mà tôi đi quay về mà nhiều khi tôi mệt á, là tôi vừa về một cái là đứa thì bóp chân, đứa thì đưa nước rồi vậy. Đó, cho nên là tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi, là bù đắp. Cái đó là cái hạnh phúc nhất của bà và cái đó là cái gia tài lớn nhất của bà. Là cái mà thật sự ra Quỳnh Anh ngày hôm nay có được là có được hai bạn này với cái suy nghĩ nó rất là... Nó hơn người khác rất là nhiều. Thậm chí là hơn những người trưởng thành á, những người lớn á. Cathy, bây giờ con ở với mẹ. Ở trong nhà này thì trái tim chưa có cao, cho nên là làm cái gì cũng vậy cũng phải dối. Chúng ta không đủ chiều cao để mà có thể sửa cái đèn hay sửa một cái cửa, hay cùng lắm là lên vệ sinh cái máy lạnh. Thì nhà này đang thiếu những người có chiều cao. Vậy con có bao giờ con mong rằng là có một người nào đó để mà vô nhà ở cùng với mẹ để mà phụ cả nhà con làm những việc đó không? Con muốn có một cái người kiểu như bên cạnh mẹ, kiểu như một người thật sự yêu thương mẹ, lúc nào cũng nghĩ về mẹ và có thể làm mọi thứ trong gia đình này. Nếu như không có thì mong mẹ có tiền để mẹ có thể thuê thợ về hoặc từ sửa cũng được. nếu như mẹ bước đi một bước nữa, tức là mẹ có người yêu, mẹ có một người thương mẹ, thì các con có đồng ý không? Nếu như người đó thật sự thương mẹ. Làm sao biết được là người đó thật sự thương mẹ? Mẹ con chỉ cưới một người mà thật sự chấp nhận tụi con và thật sự thương tụi con thì mẹ mới cưới người đó thôi. Còn nếu như người ta không chấp nhận con thì mẹ con sẽ không có yêu người đó. Mà thật sự là em có ý định, nếu như có một người đó xuất hiện thì em có ý định bước thêm một bước nữa không?
Em thì không có đặt nặng cái đó quá. Nói chung là nếu mà mình có duyên á, em lại tin vào cái duyên nhiều hơn. Cái duyên có nợ thì sẽ gặp, rồi sẽ chuyện gì tới sẽ tới. Thành ra là suốt bao nhiêu năm nay là em vẫn cứ vậy á. Giống như từ nãy giờ tôi cũng hay nói là bà trước đây rất là khác, bây giờ bà rất là khác, mà tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ là bạn của mình hôm nay nó phải có một cái cuộc sống mà nó như thế này. Đó là điều bây giờ tôi nghĩ tới, tại vì trong mắt tôi bà là một người rất là sướng. Nhưng mà hôm nay như vậy thì cho nên là tôi bị đau lòng mà. Tôi rất là đau lòng. Và cái điều mà tôi cứ bị lo lắng bị nãy giờ là tôi sợ, không biết rồi ngày mai ngày mốt dịch nó không có hết, công việc làm thì không có, rồi ba mẹ con sống như thế nào. Lúc này tôi có hỏi bà là bà có nghĩ tới chuyện là sẽ mình không có còn kinh tế nữa thì mình có nghĩ tới chuyện là đem con gửi về cho bên nội hay không, gửi về cho ba nó hay không, tại vì dù gì thì ba nó kinh tế cũng tốt hơn. Nhưng mà bà không bao giờ bà nghĩ tới chuyện đó. Tức là tôi bị vừa lo lắng mà tôi vừa rất là ngưỡng mộ, thật sự tôi rất là ngưỡng mộ bà. Các con có bao giờ tặng quà cho mẹ không? Dạ con không thích chuyện mua quà, con chỉ vẽ thôi, con vẽ thiệp. Con có, bây giờ con có một món quà nào mà con muốn tặng mẹ không? Dạ có. Ý, chị trời ơi, vẽ đầy nhà luôn á bà. Mỗi lần mà tôi giận á là tôi chui vô phòng, tôi đóng lại, tôi biết là mình sẽ áp lực. Tôi đóng cửa phòng lại, thế là viết một tờ giấy gửi qua khe cửa, mẹ con xin lỗi mẹ. Anh chưa chán chưa vừa, anh mà chưa kịp bị chú giúp. Trời ơi. Con mong mẹ sẽ có một ngày rảnh để dẫn tụi con đi ăn. Con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe. Con yêu mẹ. Mẹ ơi đừng buồn nữa nha. Tụi con luôn bên cạnh mẹ. Chứng tỏ là bữa giờ bà Quỳnh Anh bận rộn với công việc. Dạ. Đó là những ước mơ của trẻ con. Dạ. Thì bạn nào cũng muốn là mỗi ngày đều được là những ngày đoàn viên bên ba mẹ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng cảm thấy là các con phải mừng cho mẹ, vì mẹ có được công việc đó. Những ngày mẹ ở nhà, tức là những ngày có thể một là những ngày mà mẹ nghỉ xá hơi, nhưng mà đa phần là những ngày ở nhà là những ngày mẹ không có công việc. Thì mẹ không có công việc thì mẹ sẽ không có tiền. Con hiểu không? Nhưng mà cho nên là cái việc mà mẹ đi làm thì các con phải mừng. Mừng là bởi vì mẹ có việc làm. Thì bên cạnh đó thì càng phải cố gắng để mà các con phải giúp đỡ lẫn nhau, và đặc biệt là giúp mẹ. Thì chắc chắn mẹ sẽ sắp xếp để có được những cái bữa ăn nó thật là ngon miệng và thật là đầy đủ với hai chị em con. Thật ra thì ba mẹ con người ta rất là tích cực nha, rất là vui vẻ. Tự nhiên có mình tôi làm cho không khí nó trùng lại nha. Tại tôi không chịu được. Không, hay mà. Thì nên là thôi mình nói chung là hy vọng là không khí gia đình lúc nào cũng như vậy, và đặc biệt là sức khỏe của ba mẹ con thật là tốt để vui. Dạ, phải có sức khỏe thì mới vui được. Ừ. Thì thật sự là với một cương vị là một người đồng nghiệp, một người anh chúc mừng em. À, cứ nghĩ về một hướng tích cực thì em đang rất hạnh phúc, và anh cầu mong cho mọi thứ nó thuận lợi. Đó, một lần nữa vẫn là thuận lợi trong công việc, và các mẹ con đều mạnh khỏe để cùng với như nắm chặt tay nhau và thương yêu quý mến với nhau như thế này. Dạ em cảm ơn anh. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho gia đình. Cốt súp gà Quốc Việt Food, một sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng trong quá trình chế biến món ăn. Sản phẩm không có MSG cũng như là không có chất bảo quản. Đặc biệt là đây là một phần quà đến từ tập đoàn dược phẩm Stada, đến từ Đức ha, xin tặng cho gia đình. Trong đây là những cái hộp thuốc, anh chị có thể cất giữ ở nhà, xem nó giống như là một tủ thuốc gia đình. Ở trong đây là có thuốc paracetamol, thuốc giảm đau hạ sốt, điều trị đau khớp. Ở trong đây có đầy đủ hết nha. Dạ, cảm ơn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của Gõ Cửa Thăm Nhà.
22:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và trước khi kết thúc chương trình, cho phép Quốc Thuận xin gửi lời cảm ơn đến tập đoàn dược phẩm đến từ Đức Stada đã đồng hành cùng với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Stada, sứ mệnh của tôi, sức khỏe của bạn. Bây giờ thì anh Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình của Quỳnh Anh xin phép được chào tạm biệt.